Xin chào mọi người, mình là Khánh, chuyên giới thiệu về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng để giúp mọi người có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh nữa mà mọi người có thể xem video trực tiếp. Ngày hôm nay xin phép được giới thiệu đến mọi người là những cái mẫu bình hút tài lộc vẽ mẫu là tứ cảnh. Bình hút tài lộc là một vật phẩm phong thủy chiêu tài tích lộc mang đến vận may cho chủ nhân sở hữu. Chúng ta có thể trưng bày tại phòng khách này, tại bàn quầy tiếp tân, tại ban thờ thần tài hoặc là để cạnh hai bên ban thờ với mong muốn là mang đến tài lộc cho gia chủ và cũng giúp cho căn phòng của chúng ta trở nên sang trọng và đẹp hơn rất là nhiều. Hôm nay thì giới thiệu đến mọi người là những cái mẫu vẽ tứ cảnh, nghĩa là cùng mà một cái tên sẽ có rất nhiều kiểu vẽ chế tác cái họa tiết nó khác nhau. Mình sẽ giới thiệu rất nhiều mẫu trong cái dòng tứ cảnh này cho mọi người có thể tham khảo được. Đây là một trong số rất nhiều mẫu vẽ tứ cảnh. Cái mẫu này là họa tiết là màu xanh lam, nền màu vàng. Và sản phẩm thì có rất là nhiều cỡ để phù hợp với tất cả cái không gian. Cao 25 cm, cao 30, 35, 40 và 45 cm. Đấy là chiều cao kích thước tính từ chân cho đến miệng. Dành cho cái dáng tròn như này nhé. Cái dáng này gọi là bóng lọc. Với cái bụng nó phình rất là to như quả bóng. Cổ thắt miệng loe này. Thì trong phong thủy thì tài lộc sẽ được thu hút giữ ở trong mình để mang đến may mắn cho chủ nhân sở hữu. Là có rất nhiều kiểu vẽ mẫu họa tiết khác nhau. Và nếu như mà đang quan tâm đến cái mẫu dòng bình hút tài lộc này thì mọi người có thể liên hệ để chúng tôi gửi thêm cho mọi người tham khảo những cái mẫu họa tiết khác. Và sản phẩm thì thuộc cái dòng sứ trắng cao cấp của Bát Tràng. Và đối với cái mẫu này là đã được vẽ vàng 24K. Loại sứ trắng đẹp. Họa tiết thì được vẽ tay nhé. Họa tiết thì được vẽ tay thủ công hết. Đây là phần dưới đáy của sản phẩm. Hàng đất trắng thì của nó sẽ trắng như đá, trắng tinh, cầm rất là nặng chắc tay nhé. Đây trên miệng này thì đây là những cái mẫu mình giới thiệu trong video này đều là những cái mẫu gọi là hàng cao cấp loại vẽ kỹ. Thì cao cấp vẽ kỹ thì nó sẽ như thế nào thì thường thì nếu mà chỉ nhìn qua hình ảnh thôi hoặc là xem video thì chúng ta chỉ nhìn cái mẫu họa tiết được. Còn nếu mà ở bên ngoài chúng ta có thể cầm được cái hàng kỹ, hàng đẹp của nó rất là chắc tay, nặng bởi vì nó được đổ dày, nó được đổ rất là dày. Rồi đến cái chất men của sản phẩm nó phải là men bóng nhé, bóng sáng. Và riêng với cái họa tiết thì chúng ta nhìn nó phải sắc nét rõ ràng, sắc nét rõ ràng, nổi bật. Đấy là những cái sản phẩm mà vẽ kỹ, hàng cao cấp loại đẹp. Bởi vì nó là vẽ tay mà, vì vậy là đối với những cái sản phẩm mà giá nó sẽ mềm hơn ở cái mức tầm thường ấy, thì là cái đội ngũ thợ vẽ nó sẽ là cái đội ngũ thợ vẽ là bình thường, thì để giảm thiểu được cái công sản xuất sản phẩm thì cái giá của nó sẽ giảm xuống. Vì vậy là có thể là cái chất đất chất men nó giống nhau nhưng mà cái họa tiết nó vẽ khác nhau nhé, họa tiết nó vẽ khác nhau thì cái giá nó đã khác nhau rồi, nên là mọi người lưu ý. Vì vậy khi mà mọi người lên trên mạng mọi người xem ở trên ảnh hoặc là trên những cái trang mạng sẽ có rất nhiều cái mức giá khác nhau dành cho cái mẫu bình hút tài lộc này, nên mọi người lưu ý. Giờ mình sẽ quan sát chi tiết vào và giới thiệu từng mẫu để cho mọi người có thể tham khảo. Và giờ thì mình đang quan sát vào mẫu này để cho chúng ta cùng nhìn được chi tiết nhất. Thì ở cái mẫu này, cái nền của nó là nền màu vàng và họa tiết nền đã được vẽ kỹ những cái cánh hoa màu đỏ này để khi mà nhìn vào chúng ta cảm giác có hàng nghìn những cái bông hoa đang nở. Ở đây là cái ánh đèn nhé. Ở đây là cái ánh đèn đang bị phản chiếu vào thì nó sẽ nổi cái vàng lên như thế này, vàng sáng bóng. Cảnh này là cảnh vẽ hình ảnh là hoa cúc và một cặp chim uyên ương này. Ở giữa là hình ảnh hoa sen nhé, những cái bông hoa sen để chia các cảnh ra với nhau. Và sang đến cảnh này là vẽ hình ảnh là cây trúc, biểu tượng của mùa hè nhé. Cây trúc. Sang đến cảnh này là hình ảnh là hoa đào, biểu tượng của mùa xuân. Cái cánh hoa này, tròn trịa này, sắc nét này, hình ảnh chim này cũng được vẽ này, chân thật. Và những cái cánh hoa này. Đây là cảnh vẽ hình ảnh là tùng hạc diên niên, biểu tượng của mùa đông. Thì đây là cái trường phái là vẽ, còn một trường phái nữa là 3D.
3D thì nhìn nó sẽ khác. Đây mình sẽ quay cho mọi người nhìn cái mẫu 3D nhé. Hay sang cái mẫu này như thế này thì gọi là 3D. 3D này, đây mọi người nhìn cái nền của cái 3D này thì nó sẽ nhìn cảm giác là huyền ảo hơn so với cái hàng vẽ bình thường. Hàng vẽ tô màu khác với cả hàng full màu 3D. Đó, cái màu sắc của sản phẩm này tất cả nó vẫn là màu bền vĩnh cửu với thời gian nhé. Những cái màu xanh đỏ vàng này, bản thân cái màu này là bên trong men rồi, không sợ bị phai mờ trong quá trình sử dụng. Nhưng mà lưu ý với mọi người là cái sản phẩm vẽ vàng này, vàng là bên ngoài men. Đó, chúng ta không dùng những cái vật sắc nhọn hay là thô ráp để chúng ta ma sát nhiều lên vàng, nó sẽ bị xước vàng hoặc là mờ vàng. Chúng ta chỉ cần lấy cái chổi lông gà chúng ta phẩy qua là nó sẽ sạch rồi. Đây là mẫu 3D này. Sang đến mẫu bên cạnh đây là bên phải. Tay của mình là 3D này, bên trái là mẫu vẽ thường để mọi người có thể so sánh được nhé, để mọi người có thể so sánh được mẫu 3D và mẫu thường nó sẽ khác nhau như thế nào. Tiếp theo giới thiệu đến mọi người mẫu tứ cảnh nền trắng họa tiết màu xanh. Thì như mọi người nhìn thấy cái mẫu này được chế tác cái họa tiết khác với cái mẫu vừa xong. Sẽ quay một vòng cho mọi người cùng nhìn được cái màu sắc thì được chế tác giống nhau nhé, cùng là màu xanh lam trên nền màu trắng. Nhưng mà cái cảnh ở trong các khung hình thì nó sẽ được chế tác khác nhau. Ở mẫu này thì được chế tác hình ảnh là hoa sen và một cặp chim vịt, một cặp chim uyên ương. Và sang đến mẫu này là vẽ hình ảnh là hoa cúc, nó cũng có một cặp chim ở bên trên. Và tiếp theo thì sang đến cảnh này, hình ảnh tùng hạc diên niên. Đấy, cái cách chế tác cái họa tiết nó khác nhau nhé. Cùng là màu xanh lam đấy, cùng là một cái tên nhưng mà cái cách chế tác họa tiết khác nhau thì đã sang cái sản phẩm khác rồi. Đây là cảnh vẽ hình ảnh là hoa đào và một cặp chim biểu tượng của mùa xuân. Ví dụ nếu như mà mọi người thích cái mẫu sản phẩm này thì có thể là chụp ảnh lại mẫu sản phẩm này. Chúng ta quan sát thì hai mẫu nó khác nhau nhé, được chế tác họa tiết khác nhau. Và chỉ cần bây giờ mà điểm thêm một số cái màu sắc nổi bật khác thì nó lại ra một cái sản phẩm khác nữa. Và thế nên là nhiều khi mà mọi người xem ở trên mạng nên là nó sẽ có rất nhiều cái sản phẩm cùng là tên nhưng với cái hình ảnh nó khác nhau, nó sẽ không giống nhau đâu, và cái mức giá của nó cũng sẽ khác nhau. Riêng hàng sứ trắng, mọi người nhìn vào cái độ trắng của cái bình này, bình nó phải thật trắng và bóng thì cái chất lượng sứ nó mới gọi là chất lượng tốt. Rồi tiếp đến những cái họa tiết của sản phẩm. Họa tiết thứ nhất là phải phân bố cảnh làm sao cho nó hài hòa. Thứ hai là họa tiết thì sắc nét. Tiếp theo giới thiệu đến mọi người. Ở mẫu này là mẫu tứ cảnh. Nền trắng họa tiết màu xanh lam và đã được vẽ vàng. Như mẫu ở trong video là mẫu cao 40 cm. Tính từ chân cho đến miệng. Mình sẽ quay một vòng để cho mọi người cùng nhìn qua được cái họa tiết ở trên sản phẩm. Khi mà nhìn các mẫu tứ cảnh như thế này thì chúng ta có thể hình dung được là cùng là một cái tên thôi nhưng mà sẽ có rất nhiều kiểu chế tác cái họa tiết khác nhau và cái mức giá của nó cũng sẽ khác nhau nhé. Cái mức giá nó sẽ khác nhau. Xem video là mọi người có thể so sánh và phân biệt được nhất. Thì đây là cái dòng sản phẩm vẽ kỹ. Còn trên thị trường có những cái mẫu sản phẩm nó vẽ thường, vẽ đơn giản hơn thì cái cảnh vẽ nó sẽ sơ sài hơn và ít chi tiết hơn để tiết kiệm được cái công vẽ. Ok, giờ mình sẽ dừng lại để mình sẽ quay sát chi tiết vào. Ở cảnh này là cảnh tùng hạc diên niên này, biểu tượng của mùa đông. Cảnh tùng hạc diên niên nhé. Và mọi người muốn chế tác cái mẫu họa tiết này lên chiếc bình nhỏ hơn cũng được nhé, cao 30 và 25 cũng được. Nhưng mà cái cảnh thì nó sẽ khác, không giống 100%. Và sang đến cảnh này là hình ảnh hoa đào và chim, biểu tượng của mùa xuân.
Đấy, chúng ta nhìn cánh hoa đào này, liền mạch, tròn trịa, sắc nét. Vẽ rất là nhiều chi tiết nhé. À, sang đến cảnh hoa cúc là mùa thu này. Để cánh hoa cúc thì được vẽ bông tơi này. Và trong cảnh này thì cũng có một cái cặp chim nữa. Cái nền sứ thì trắng vô địch rồi. Rất là trắng, trắng và bóng. À, sang đến cảnh này là hình ảnh hoa sen và cây trúc là biểu tượng của mùa hè. Một cặp chim đang bay bay lượn ở trong cái cảnh này. Quan tâm đến bất kỳ mẫu nào thì mọi người là vui lòng chụp ảnh lại mẫu sản phẩm đó để có thể là biết chính xác được mọi người đang quan tâm đến mẫu nào. Bởi vì cùng chỉ nói tên thôi thì không thể biết được chính xác là mọi người đang quan tâm đến cái mẫu sản phẩm nào nhé. Phải có hình ảnh chi tiết thì để tránh nhầm lẫn với các mẫu sản phẩm khác với nhau. Tất cả những cái sản phẩm như này chúng tôi đều ship toàn quốc. Nên là mọi người nếu như quan tâm đến sản phẩm chỉ cần liên hệ, chúng tôi sẽ gửi mẫu chi tiết cho mọi người để mọi người có thể tham khảo thêm nhiều sản phẩm khác nữa cùng dòng bình hút tài lộc nhưng với cái mẫu họa tiết khác nhau. Và giới thiệu với mọi người đây là mẫu tứ cảnh với cái cách trang trí họa tiết là nền trắng họa tiết màu. Nền trắng họa tiết màu. Vẫn có bốn cảnh đại diện cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Tùng, cúc, trúc, mai. Mình sẽ quay một vòng để cho mọi người cùng nhìn được cái mẫu họa tiết này. À, đây là hình ảnh tùng hạc diên niên này. Ở cái mẫu mà nền trắng họa tiết màu như này thì khi mà chúng ta nhìn vào cái sản phẩm sẽ nổi bật được cái họa tiết chính. À, như đây là họa tiết chính nhá. Cái cảnh này là hình ảnh hoa mai đào đại diện cho mùa xuân. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái là chúng ta sẽ thấy nổi bật thứ nhất là hình ảnh chim này, hoa này trên cái nền màu trắng. Cái hay của cái mẫu họa tiết nền trắng họa tiết màu đó chính là rất là nổi bật cái họa tiết chính. Đây, cảnh hoa đào nhé. À, tiếp tục sang đến đây là hình ảnh hoa sen biểu tượng của mùa hè. Ở trong cảnh này thì được trang trí họa tiết là một cái khóm hoa sen này, một cặp chim ở dưới nước. Đấy, có rất nhiều kiểu trang trí họa tiết tứ cảnh khác nhau. Và sang đến cảnh này là vẽ hình ảnh là hoa cúc và một cặp chim nguyên nương. Các kích thước của sản phẩm thì có cỡ từ cao 25 và 30 cho đến 35, 40 và 45. Và ví dụ nếu như mọi người mà thích chế tác cái họa tiết này lên chiếc bình to hơn thì cũng được, và làm ở những cái chiếc bình nhỏ hơn thì cũng được. Nhưng mà lưu ý nếu như mà vẽ ở trên những chiếc bình nhỏ hơn thì cái cảnh có thể nó sẽ bị lược bỏ bớt những cái họa tiết đi, bởi vì là cái nền diện tích nó bé hơn thì cái cảnh vẽ nó sẽ phải khác nhé. Đây là cảnh tùng hạc này. Cái nền màu trắng này là cái nền của sứ nhé, chứ không phải là cái màu. Có nghĩa là đối với cái loại đất cao lanh trắng này, khi nung ở 1300 độ C nó sẽ cho ra cái sứ trắng tinh như thế này. Giới thiệu với mọi người đây là mẫu tứ cảnh. Nền màu, họa tiết màu và đã được vẽ thêm vàng 24K. Thì cái mẫu sản phẩm mọi người đang nhìn thấy với cái kích thước của sản phẩm là cao 45 tính từ chân cho đến miệng. Về kích thước của sản phẩm này vì là sản phẩm sản xuất thủ công và nó sẽ có độ co ngót của đất nhá. Thế nên là có lúc sản phẩm nó sẽ ra được là 44, cũng có lúc là 45. Thế nên là nó sẽ không chính xác về cái kích thước, bởi vì là mỗi một lần sản phẩm sản xuất với cái chất đất nó sẽ có cái sự thay đổi về kích thước. Ở cái mẫu này thì được vẽ bốn cảnh là bốn loại hoa đại diện cho bốn mùa là xuân hạ thu đông. Mình sẽ quay tròn một vòng để cho mọi người nhìn thấy chi tiết được. Nền là nền màu vàng, được vẽ kỹ hình ảnh những cái bông hoa. Ok, bắt đầu dừng lại nhé. Đây, cảnh này là vẽ hình ảnh là hoa đào đại diện cho mùa xuân này. Ở cái cảnh này thì được trang trí họa tiết là một cái thân cây đào.
Và phụ điểm thêm đó là hình ảnh một cặp chim, một cặp chim nguyên đương, một cặp chim đang vui đùa trong cái cảnh này. Đây, một cặp chim đang vui đùa trong đây. Ở bên dưới là hình ảnh những cái bông hoa này, hoa mẫu đơn này, nền là nền được vẽ kỹ những cái họa tiết bông hoa màu vàng. Ở bên cạnh chia những cái ô này ra là hình ảnh màu xanh và những cái bông hoa nhỏ. Đây là cái chữ này là chữ thọ nhé, cái chữ này là chữ thọ. À, sang đến cảnh này là hình ảnh vẽ hình ảnh là hoa sen và cây trúc, biểu tượng của mùa hè, biểu tượng của mùa hè. Ở trong cảnh này thì cũng có một cái cặp chim uyên ương nhé, một cặp chim quyên ương. Sang đến cảnh này là vẽ hình ảnh là hoa cúc. Ở trong cảnh này thì có ba chú chim. Hoa cúc là đại diện cho mùa thu. Và tất cả những cái họa tiết này đều được vẽ thủ công bằng tay hết. Và sang đến cảnh thứ tư là cảnh tùng hạc diên niên, biểu tượng của mùa đông. Mọi người cùng nhìn nhé. Một cặp chim hạc đang nhảy múa ở trong cái cảnh này. Tất cả những cái sản phẩm như này thì chúng tôi đều ship toàn quốc. Nếu như mà quan tâm về sản phẩm thì mọi người vui lòng gọi điện qua số điện thoại đang được gắn ở bên trên video để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Sẽ quay lên và cho mọi người nhìn được cái phần vai của sản phẩm. Ở trên vai được trang trí họa tiết hoa này, nền sứ thì rất là trắng nhé. Ở trên phần cổ bình, mọi người nhìn ở trên phần cổ bình ấy, màu trắng đấy là màu trắng của xương sứ. Như vậy hôm nay mình đã giới thiệu đến mọi người những cái mẫu bình hút tài lộc vẽ mẫu là tứ cảnh, sản phẩm được vẽ vàng 24K. Và nếu như quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào thì mọi người là vui lòng gọi điện qua số điện thoại đang được để bên trên video, hoặc là chụp hình lại mẫu sản phẩm mà mọi người cũng quan tâm và gửi qua Zalo và số điện thoại đang được gắn ở bên trên video để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, cũng như là gửi thêm mẫu sản phẩm cho mọi người có thể lựa chọn. Đó, xem xong video của mình mà thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đã đăng ký ủng hộ kênh và chia sẻ để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam. Xin chào mọi người.